Có thể bạn không tin, nhưng chỉ từ những hành động nhỏ nhất hàng ngày, ví dụ như cách bóp kem đánh răng, cũng giúp bạn giải mã đến 99% tính cách của mình. Hãy theo dõi xem bạn thường bóp kem đánh răng theo kiểu nào nhé! Nếu bạn bóp hoặc cuộn từ sau ra trước thì xin chúc mừng, bạn là một người rất tiết kiệm, gọn gàng và luôn quan tâm đến tài sản cũng như quan tâm đến những người xung quanh. Ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và cuộc sống của bạn rất ngăn nắp. Bạn là người cầu toàn và bạn không thích lãng phí bất cứ thứ gì, do đó bạn sử dụng tất cả các tài nguyên của mình ở mức tối đa. Nếu bạn hay bóp kem đánh răng từ giữa thì bạn là một người thực tế, năng động và thường hơi vội vàng. Bạn không phải tuyếp người khó tính nhất, cũng không phải là người có tổ chức nhất. Tuy nhiên, nếu bạn đối mặt với thử thách, bạn có khả năng ổn định bản thân và giải quyết khá hiệu quả. Bạn rất hòa đồng, có nhiều bạn bè và thích ở nơi công cộng. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và có thể ổn định cảm xúc. Nếu bạn hay bóp kem đánh răng từ trên xuống thì bạn là người rất bướng bỉnh, có thể làm rất nhiều điều để đạt được điều mình mong muốn. Cũng như mục tiêu mình đề ra, bạn dễ bị bi quan và không tin tưởng mọi người lắm, thường lựa chọn việc chỉ dựa vào chính mình. Bạn thường tự cho mình là trung tâm và tự yêu bản thân. Điều này khá tốt cho đến khi bạn bắt đầu ích kỷ và sử dụng người khác cho mục đích riêng của mình. Thế còn nếu bạn bóp hộp kem đánh răng ở bất cứ chỗ nào thì sao? Thì bạn có khả năng nhìn thế giới ở một khía cạnh khác so với hầu hết mọi người, là người rất nghệ thuật và sáng tạo. Bạn có thể tìm thấy vẻ đẹp ở khắp mọi nơi. Đối với bạn, việc luôn đúng giờ và gọn gàng có vẻ không dễ dàng. Bạn cũng gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bạn lại rất lạc quan và cởi mở. Tuy nhiên, nhiều khi bạn đúng kiểu sáng nắng chiều mưa, giữa trưa sương mù, có thể thay đổi tâm trạng thường xuyên và đột ngột. Còn nếu bạn giữ nguyên hộp kem đánh răng thì bạn thích ở một mình. Bạn là một người mơ mộng và thuộc tuyếp người nghệ thuật. Đôi khi có vẻ như bạn sống trong thế giới của riêng mình, vẽ ra trong tưởng tượng. Bạn nhạy cảm, dịu dàng, dễ tính, ân cần và khoan dung. Đồng thời, bạn cũng rất thẳng thắn và hào phóng. Bạn luôn có nhiều suy nghĩ, ý tưởng và bạn đã sẵn sàng chia sẻ chúng với những người khác. Bạn thường bóp kem đánh răng theo kiểu nào? Bạn đã tìm ra điều gì mới về bản thân hoặc người thân của mình chưa? Đừng ngại chia sẻ điều thú vị này với mọi người nhé!